Là người sáng lập của quỹ từ thiện Sing the World, và lần này là Christmas Night, và bên mình là tổ chức một buổi event để cùng chung vui tận hưởng tối nay với tất cả những bạn homeless của Sài Gòn. And we are here to celebrate our birthday for charity. We decided to do charity for our birthday since we really don't need anything, and we just think that this is the best way to give back to everyone, especially in Vietnam, because we were born in Vietnam. Hello, my name is Rebecca and I'm from the caterers. We're here tonight to provide the food for these people. They're having spaghetti bolognese and carrot cake, just a little bit of Christmas cheer for them. We've decided to sponsor this charity today because we're at the caterers, we're very interested in giving back to the community, and these underprivileged people need to feel some love and cheer on Christmas Eve. Thank you. Xin chào MTV Việt Nam. Và ngày Giáng sinh thì ai cũng có những cái mong ước riêng của họ. Mai Phương cũng như là tập thể của Nado muốn mang đến những cái niềm vui cho các cô, các chú còn đang có những cái công việc mưu sinh ngoài kia. Mai Phương cũng cảm ơn các cô, các chú đã dành thời gian đến với Nado Outdoor ngày hôm nay. Phương nghĩ là những cái bạn trẻ trong cái tổ chức Sing the World cũng đã làm được một cái việc hết sức là ý nghĩa. Và Nado Outdoor rất vui được đồng hành cùng Sing the World mở một cái chương trình để có thể ngồi lại bên nhau, có một không gian và một cái khoảnh khắc để dành cho riêng mình, để làm cho cái không khí Giáng sinh nó trở nên ý nghĩa hơn. Thank you.